Tiểu thuyết, bộ ba tiểu thuyết Tạc Ta Tăng, tác giả Alphonse D, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Bảy La Mã, hết tai họa này đến tai họa khác. Khi đến trước căn nhà kiểu Moor của mình, Tạc Ta Tăng dừng lại rất ngạc nhiên. Chiều xuống, đường phố vắng lặng, qua cánh cửa nhỏ hình cung nhọn mà nữ nô lệ da đen đã quên đóng lại. Người ta nghe những tiếng cười, những tiếng cụng ly, những tiếng mở nước chai champagne và chế ngự mọi tiếng động vui tươi này là một giọng phụ nữ đang hát, vui tươi và trong. Anh có yêu nàng mặc cô xinh đẹp, điệu vũ trong phòng khách đầy hoa. Địch chúa, người ta Gascon nói và tái mặt và ông lao vào sân. Tạc Ta Tăng không khổ, cảnh tượng nào đang đợi ông đây? Dưới những vòng cung của căn phòng nhỏ, dưới những chai lọ, bánh ngọt, gối rải rác, tẩu thuốc, trống, đàn guitar, thì ba gia đang đứng, không mặc veston màu xanh lơ, không mặc áo cản, chỉ có một chiếc áo lót bằng hàng xuyên thấu giác bạc và một chiếc quần màu hồng nhỏ, hát bài nàng mặc cô xinh đẹp với một chiếc mũ kết sĩ quan hải quân trên tay. Ở dưới chân cô, trên một chiếc chiếu, nhồi nhét bánh ngọt và mứt. Bạc Bát Xu, tên thuyền trưởng vô lưng Bạc Bát Xu, chết cười khi nghe ông nói. Sự xuất hiện của Tạc Ta Tăng xanh xao gầy gò đầy bụi bặm, mắt rực rỡ, chiếc mũ chỏm dựng lên, đã cắt ngang bữa chè chén khả ái kiểu thổ mặt say. Bà già kêu lên một tiếng của con chó cái săn thỏ mang rợ và chạy ra khỏi nhà. Bạc Bát Xu thì không hề bối rối và cười thoải mái. Hê hê, ông Tạc Ta Tăng, ông nói gì đây? Ông thấy rõ rằng cô ấy biết tiếng Pháp chứ? Tạc Ta Tăng được Tarascon tiến tới giận dữ. Thuyền trưởng! Quỷ quay thật ông bạn, cô gái mò cúi xuống hành lang với một cử chỉ xinh xắn thật đĩ thỏa. Người đàn ông đáng thương rụng rời, ngã xuống một cái trống, nàng mò biết cả tiếng dân mặt say. Xưa tôi nói với ông rằng phải coi chừng các cô nàng Asheri, thuyền trưởng Bạc Bát Xu nói như tuyên án. Như ông Hoàng Montenegro của ông, Tạc Ta Tăng ngẩng đầu lên, ông biết ông Hoàng ở đâu à? Ôi, ông ta ở không xa đâu, ông ta ở tù 5 năm trong nhà tù Mustafa đẹp đẽ. Tên khỉ đó đã để bị chọt khi đưa tay vào bị. Tóm lại, không phải lần đầu tiên mà người ta tống hắn vào nơi tối tăm. Điện hạ đã ở tù 3 năm ở nơi nào đó. Giờ này tôi nghĩ rằng là ở Tarascon. Ở Tarascon, Tạc Ta Tăng kêu lên thình lình mắt sáng lên. Chính vì vậy mà hắn chỉ biết một phía của thành phố. Hề, chắc là vậy. Tarascon nhìn từ nhà tù trung tâm. À, ông Tạc Ta Tăng đang thương, phải mở mắt cho to mà nhìn cái xứ sở quỷ quái này, nếu không người ta sẽ chịu nhiều nguy hiểm khó chịu, như câu chuyện của ông với ông thầy tu báo kinh Hồi giáo. Chuyện gì? Thầy tu báo kinh nào? Này, ông thầy tu ở ngay trước mặt, đang tán tỉnh ba gia kia. Ông Hoàng đã kể vụ việc ngày nọ, và cả Anse vẫn còn cười thỏa thích. Thật hài hước khi ông thầy tu báo kinh từ trên tháp cao, khi đang hát lời cầu nguyện, lại tỏ tình với cô bé ngay trước mũi ông và hẹn hò với cô ta khi nhắc tên Thánh Ala. Vậy là bọn vô lại ở xứ sở này, người ta Tarascon bất hạnh rú lên. Bạc Bát Xu có một cử chỉ triết gia. Bạn thân, ông biết đấy, những xứ mới đều thế thôi. Nếu ông tin tôi thì ông hãy về Tarascon cho nhanh. Quay về, nói thì dễ lắm, còn tiền thì sao? Ông không biết rằng bọn chúng đã giặt lông tôi ở trong sa mạc sao? Không quan trọng, thuyền trưởng nói và cười rộ. Yeshua ngày mai sẽ lên đường vào ngày mai, và nếu ông muốn, tôi sẽ đưa ông về nước. Vậy có ổn không, đồng nghiệp? Được, tốt lắm, ông chỉ có một chuyện cần làm. Còn vài lọ xăm banh, phân nửa miếng chả giòn, ông hãy ngồi xuống đó và đừng thù dai. Sau một phút do dự do phẩm giá của mình ra lệnh, người ta Tarascon quyết định một cách can đảm. Ông ngồi xuống, người ta cụng ly, bài già trở lại với tiếng chạm ly hát đoạn cuối của bài Người đẹp mặt cô, và buổi lễ kéo dài rất lâu trong đêm. Khoảng 3 giờ sáng, đầu nhẹ và chân nặng, Tạc Ta Tăng tốt bụng trở về, được ông bạn thuyền trưởng đi kèm. Khi đi qua trước đền thờ Hồi giáo, nhớ đến ông thầy thu báo kinh và những trò hề của hắn khiến ông phì cười, và ngay lập tức một ý nghĩ trả thù hay ho xuyên qua đầu óc của ông. Cửa đang mở, ông vào, đi theo những dải hành lang lót chiếu, ông đi lên, lên nữa, và cuối cùng ở trong một phòng giáng kinh thổ nhỏ, nơi có một ngọn đèn báo nhỏ bằng sắt cắt ra đang đông đưa trên trần nhà, thêu lên những bức tường trắng nhiều cái bóng kỳ lạ. Ông thầy tu báo kinh đang ở đó, ngồi trên ghế trường kỷ với cái khăn xếp to, chiếc áo lông trắng, ống tở Mostaganem và trước một ly rượu ngải đắng lớn mà hắn khuấy rất thành kính. Khi chờ đến giờ gọi các tín đồ đến cầu nguyện, thì thấy Tạc Ta Tăng, hắn buông rơi chiếc ống tẩu vì khiếp sợ.
Không nói chữ nào, cha xứ người Tarascon nói, đã có một ý tưởng, nhanh lên đưa khăn xếp áo lông đây. Cha xứ thổ rung bắn người đưa cái khăn xếp áo lông mọi thứ người ta muốn. Tarascon khoác vào, rồi trịnh trọng lên sân thượng của tháp đền Hồi giáo. Biển sang loan đằng xa, những mái nhà trắng lấp lánh dưới ánh trăng. Người ta nghe trong gió biển dài tiếng guitar còn nán lại. Ông thầy báo kinh, Tarascon mặc niệm một lát, rồi giơ hai tay lên, ông bắt đầu tụng kinh bằng giọng the thé. Thánh A-la ơi, thánh A-la! Mahomet là một thằng hề già phương Đông, kinh Koran, các vị thủ lãnh, những con sư tử, bọn người Mo đều chẳng xứng đáng một xu. Không có người thổ nữa, chỉ có bọn lừa đảo, Tarascon muôn năm. Và bằng một thứ tiếng lóng kỳ lạ pha trộn giữa tiếng Ả Rập và tiếng Provence, Tarascon lần danh ném vào bốn góc chân trời, trên biển, trên khắp thành phố, trên đồng bằng, trên núi, lời nguyền rủa duy tư kiểu Tarascon bằng giọng rõ và trầm. Các thầy thu bao kinh khác đáp lời ông, từ tháp đền thờ này đến tháp đền thờ khác, và những tín đồ cuối cùng ở thành phố trên cao đều sùng kính đắp vào ngực. Tám La Mã, Tarascon, Tarascon. 12 giờ trưa, tàu Suao đốt nóng máu, người ta sắp lên đường. Trên cao, ở ban công quán cà phê Valanta, các ông sĩ quan quơ chiếc ống nhòm và đến có đại tá dẫn đầu theo cấp bậc nhìn con tàu nhỏ sung sướng đi về Pháp. Đó là thu giải trí của bộ tham mưu. Ở dưới, vịnh đang lấp lánh, những khẩu đại bác bọc thép được chôn dọc bến, cháy rực lên trong nắng. Những người khách bộ hành hối hả, phu khuân giác và những người nhập cư chồng chất hành lý trên những chiếc thuyền nhỏ. Tatagan de Tarascon về phần mình thì không có hành lý. Ông đang từ đường hàng hải xuống, theo lối chợ nhỏ, bán đầy chuối và dưa hấu. Có ông bạn bà Pesu đi theo. Người Tarascon khốn khổ đã lễ lại trên bờ mo, chiếc thùng vũ khí và mọi áo giọng của mình. Và bây giờ ông sẵn sàng bơi về phía Tarascon, đút tay vào túi. Khi ông vừa mới nhảy xuống chiếc tàu xà lốp của thuyền trưởng, thì một con vật thở hổn hển leo xuống từ quán trường cao và chạy ùa về phía ông. Phi nước đại, đó là con lạc đà trung thành từ 24 giờ qua tìm chủ mình ở Angers. Tàu Tàu Anh khi thấy nó liền biến sắc và giả giờ không biết nó. Nhưng con lạc đà làm dữ, nó dò dẫm dọc bến, nó gọi bạn mình và âu yếm nhìn ông, hãy mang tôi đi, ánh mắt buồn bã của nó dường như nói vậy, hãy mang tôi xuống thuyền thật xa khỏi xứ Ả Rập bằng giấy bìa sơn vẽ, ra khỏi phương đông lố bịch này, đầy đầu mái xe lửa và xe đò, nơi mà là con lạc đà hết thời, tôi không biết mình sẽ ra sao nữa, ông là người thổ cuối cùng, tôi là con lạc đà cuối cùng, đừng rời xa tôi, ôi ông Tạc Tạc Lan. Con lạc đà này có phải của ông không? Thuyền trưởng hỏi. Không hề, Tarascon đáp rung lên với ý nghĩ vào Tarascon với vật hộ tống kỳ cục này và chối bỏ một cách trân tráo người bạn đồng hành trong bất hạnh của mình. Ông lấy chân đẩy lùi mảnh đất Algeria và tạo đà cho chiếc thuyền khởi hành. Con lạc đà đánh hơi mặt nước, dương cổ ra, khua khớp và lao xuống đằng sau chiếc thuyền thật cuốn cuồng. Nó bơi về phía tàu Suao với chiếc lưng phòng, nổi lềnh bềnh như một trái bầu và cái cổ lớn của nó dựng lên trên mặt nước như lưng thuyền chiến cổ. Chiếc thuyền và con lạc đà cũng sắp hàng bên sườn tàu. Cuối cùng, nó làm khổ mình con lạc đà này. Thuyền trưởng bà Pasu nói rất xúc động, tôi muốn đưa nó lên tàu. Khi đến mặt say, tôi sẽ tặng cho một giường bách thú. Người ta đưa lên bon tàu, nhờ các ba tăng và dây thừng, con lạc đà nặng hơn gì nước biển và tàu xưa lên đường. Cuộc dược biển kéo dài 2 ngày, Tàu Tàu Anh ở một mình trong khoang, không phải vì biển động, cũng không phải vì chiếc mũ chởm phải khổ sở quá nhiều. Nhưng con lạc đà quỷ quái, ngay khi chủ của nó xuất hiện trên bon, liền dùng giả thật quái dị quanh ông. Các bạn chưa bao giờ thấy một con lạc đà gắn bó với ai như thế. Từ giờ này sang giờ khác, qua cửa sổ khoang, mà đôi lúc ông chở mũi nhìn ra, Tàu Tàu Anh thấy bầu trời xanh Algeria nhạt dần. Rồi cuối cùng một buổi sáng, trong làng sương mù bạc, ông sung sướng nghe những tiếng chuông Marseille ca hát. Họ đã đến, chiếc tàu Joao buông neo. Dĩ nhân của chúng ta không có hành lý, bước xuống mà không nói gì. Vội giải băng qua Marseille, sợ rằng mình luôn bị con lạc đà đuổi theo. Và chỉ thở được khi ông vào một toa xe lửa hạng 3, chạy nhanh về Tarascon. Một sự an ninh lừa đảo, giữa cách Marseille 2 dặm, mọi mái đầu đều hướng ra cửa xe. Người ta la hét, người ta ngạc nhiên, tàu ta đang đến lượt ông cũng nhìn. Dạ, ông thấy gì? Con lạc đà, thưa ông, con lạc đà không ai tránh khỏi, chạy trên đường ray, ở giữa cô, đằng sau xe lửa và theo sát xe. Tàu Tàu Lan bối rối nép vào một góc và nhắm mắt lại.
Sau chương mạo hiểm tai hại này, ông đã tính về nhà mình mà không ai biết. Nhưng sự có mặt của con vật bốn chân này khiến cho mọi chuyện không làm được. Ông sẽ trở về thế nào đây? Chủ lòng lành, không một xu dính túi, không có sư tử, không có gì hết. Một con lạc đà, Tarascon phải xuống thôi. Ôi kinh khiếp, chiếc mũ chởm của vị anh hùng vừa xuất hiện khi cửa xe mở ra. Một tiếng hét lớn, Tartarai muôn năm, làm rung chuyển những mái dòm kính của nhà ga. Tartarai muôn năm, người giết sư tử muôn năm. Và những tiếng càn trống, những dàn đồng ca của phường hát nổ ra. Tartarai cảm thấy mình muốn chết, ông tưởng như đang dự buổi lễ bí tích. Nhưng không, cả Catarascon đang ở đó, tung mũ nón lên không trung và đầy thiện cảm. Đó là tư lệnh Pravida dũng cảm, người bán vũ khí Costacan, ông chánh án, ông dược sĩ và cả đội thợ săn mũ kết cao quý, dây chặt người chỉ huy và cánh cửa đắc thắng dọc theo cầu thang. Thật là tác dụng đặc sắc của áo ảnh. Tấm da của con sư tử mù được gửi cho Pravida là nguyên nhân của cánh ồn ào này. Với tấm lông thú khiêm tốn này được triển lãm ở câu lạc bộ, những người Tarascon và đằng sau họ là cả miền Nam đã bốc lên. Tờ báo Semaphore đã lên tiếng, người ta đã bịa ra một thảm kịch. Tartarai không chỉ giết một con sư tử, mà là 10 con sư tử, 20 con sư tử. Một hũ mức nhừ bầy sư tử. Cho nên Tartarai khi xuống tàu ở Tarascon đã lừng danh mà không hay biết. Và một bức điện phấn khởi đã đi trước ông 2 giờ đồng hồ về thành phố quê hương ông. Nhưng điềm làm cho niềm vui của dân chúng gia tăng gấp bội là khi người ta thấy một con vật kỳ ảo phủ đầy bụi và mồ hôi xuất hiện đằng sau vị anh hùng và xuống thang nhà ga. Trong chốc lát, Tartarai tưởng như con rồng huyền thoại của mình đã quay về. Tartarai tấn an đồng bào mình, đó là con lạc đà của tôi, ông nói. Và dưới ảnh hưởng của vần dương sứ Tarascon, vần dương đẹp đẽ này khiến người ta khoác lác một cách ngây thơ. Ông nói thêm và vuốt ve cái bướu của con lạc đà. Đó là một con vật cao quý, nên là thay tôi giết tất cả các con sư tử. Nói tới đó, ông thân mật cầm tay ông tư lệnh, đang đỏ mặt vì hạnh phúc, và có con lạc đà theo sau. Dây quanh là những tay thợ săn mũ kết, được dân chúng tung hô. Ông lặng yên tiến về ngôi nhà có cây bao báp, và vừa đi, ông vừa bắt đầu kể câu chuyện về những chuyến đi săn vĩ đại. Các bạn hình dung xem, ông nói rằng một buổi tối nọ, giữa sa mạc Sahara.